Và cái lỗ này nó bị rách thì không biết bị làm sao rách đây. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái điều kỳ lạ nó xảy ra trong cái hồ mình. Các bạn đã nhìn thấy trong cái hồ của mình nó có cái hiện tượng gì lạ không? Các bạn thử ngắm xem là trong cái hồ của mình nó có hiện tượng gì lạ không? Có điều gì bất thường không các bạn? Và đây, xin mời các bạn hãy xem. Các bạn để ý con cá của mình nó bơi à? Con cá nó lọc kiếm các bạn. Bên kia một con này. Bên này một con này. Đó. Nhưng các bạn biết sao con này nó bơi ngửa. Nó bơi cắm đầu củ chuối các bạn này. Các bạn thấy nó trồng cây chuối chưa? Đó, cái bơm của mình nó đang tắt này. Các bạn hãy xem là cái con cá của mình nó trồng cây chuối nhìn đẹp không? Nhưng mà thực tế thì nó không phải là trồng cây chuối đâu các bạn. Nó đã bị chết rồi. Rất tiếc rằng một con cá lau kiếng đã bị hy sinh. Và hiện tại thì một cái xác chết nó đã nằm như thế này. Ở một góc đang đứng như thế này các bạn thấy chưa? Thì bây giờ đội đặc nhiệm của chúng ta sẽ phân tích để xem là nguyên nhân cái con cá lau kiếng này nó chết như thế nào. Một cái điều rất là buồn luôn. Một em lau kiếng da beo to nhất của mình luôn. À không phải to nhất, có hai con to thì ở bên kia, hai bên kia là hai con to nhất, còn hai con này là hai con vừa. Nhưng mà trong cái hồ này có hai con thì con này là to nhất. Còn đến con kia thì cái con to này nó đã hy sinh rồi các bạn ạ. Và thật sự mình không biết vì sao nó hy sinh. Mà tối hôm qua ấy, là mình cho bọn cá này ăn thì con cá đó nó vẫn cứ ăn bình thường. Bởi vì khi mà mình cho con cá rồng này nó ăn sâu và ăn dế ấy, thì nó nhai ra và cái bột của con sâu và bột của con dế nó mới nát bét ra và nó sẽ tung tóe ra đây. Thì là con đó nó hay ăn. Thì như ở clip trước mình chia sẻ với các bạn ấy là cái con cá lau kiếng này nó ăn theo kiểu là nó ngửa mặt lên trên nước như này này, nó bơi ngửa lên nó ăn ở trên mặt nước đó. Thì cái clip mà mình chia sẻ cho các bạn cái khoảnh khắc mà cái con cá lau kiếng này nó ăn ở trên mặt nước thì mình để ở phía dưới của phần ghi chú của cái clip này. Thì các bạn muốn xem nó cái lúc mà nó con cá này còn sống ấy thì các bạn hãy kéo xuống phần ghi chú và các bạn nick vào đó các bạn xem chính xác là con này luôn các bạn. Đấy, thì ngày hôm nay nó chết thì mình không biết là cái nguyên do vì sao nó chết đây. Thật sự là không biết nguyên do, nhưng mà qua quan sát thì các bạn thấy không, cái con này nó còn sống này thì cái da của nó rất là tươi, màu vàng vàng đó. Nhưng mà cái con này khi nó chết rồi thì da nó bạch đi, nó trắng bạch đi các bạn ạ. Thì vừa rồi mình mới bỏ cái lắp đậy này ra. Mình về đi làm về mình bỏ lắp đậy ra. Thì cái bơm của mình nó đang bơm đây. Thì bây giờ nó tắt rồi. Thì vừa rồi nó bơm cái lực nước của nó đẩy con cá này nó ở cái thế như thế này. Đó. Thì mình cứ nghĩ là con cá nó đang bơi. Xong mình nhìn thấy cái màu này tự nhiên nó nhạt đi. Sao lại trắng bạch như này? Thế là mình mới để ý. Mình thấy là nó vẫn cựa quậy động đậy là do cái nước của cái dòng nước nó đẩy thôi. Đấy, nhưng mà mình mới để ý thì hóa ra là con này nó chết rồi. Đấy. Thì nó đã chết rồi và mình nghĩ là nó chết trong tầm khoảng sáng nay mình đi làm ấy, thì mình thấy nó vẫn còn sống. Đấy. Còn nó mình chết thì mình nghĩ là không biết là lý do vì sao chết. Chắc chắn là sẽ không thể chết sáng được rồi. Khả năng chết từ tầm trưa. Đấy, thì bây giờ mình lấy lên để mình xem là cái thân thể nó như thế nào nha các bạn. Thì vừa rồi ấy, dạo gần đây thì mình thấy là con này này nó hay đớp con này, nhưng mà dạng đớp nhẹ thôi chứ không phải là đớp kịch liệt, đớp như là đớp con mồi đâu. Bây giờ mình không biết được là lý do tại sao đây. Có thể là nước, do nước. Có thể là do con này nó tấn công. Hoặc là có thể là do con này nó bị bệnh sẵn rồi và bây giờ nó phát bệnh ra giai đoạn cuối nó chết. Hay như thế nào thì không biết. Thì bây giờ mình sẽ phải khám nghiệm hiện trường. Trước tiên là vấn đề về nước thì qua quan sát thì các bạn thấy không? Con cá này về nước thì bọn cá này vẫn bình thường. Đó, hai con cá này vẫn bình thường. Và kể cả đồng loại của nó vẫn bình thường. Đó. Thì từ trước đến nay thì trong cái hồ này của mình chỉ có hai con cá rồng và hai con cá này thôi.
thì môi trường nước từ trước đến nay nó không có gì thay đổi cả, vẫn y như nguyên, không có gì thay đổi. Một tuần thay nước một lần, đấy, vi sinh, tất cả đều vẫn như cũ cả, không có gì thay đổi cả. Đấy, mà tại sao ngày hôm nay con này lại chết? Con này thì vẫn bình thường này, đấy, hai con này thì vẫn bình thường này. Các bạn thấy không, cái nước của nó có vẻ như là hơi đục, bởi vì cái khi con này nó chết ấy, cái thịt của nó tan ra, dạng như nó mục ra các bạn. Đây mình thấy là nó hơi bục mục ra này. Đấy, cho nên là nó tan ra đây. Thì chút nữa còn khả năng là mình sẽ phải thay nước. Bởi vì khi nó chết ở đây này là có vấn đề rồi. Nên là chút nữa mình phải thay nước, chứ không là cái con này, từ sáng đến giờ hoặc từ trưa đến giờ con này nó chết, nó làm ô nhiễm cái nguồn nước này rồi. Nên là chút nữa mình sẽ thay nước các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt con này ra để xem là cái khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xem con này nó bị làm sao. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình gấp con này ra. Rất tiếc luôn, chết. Quá tiếc luôn một con. Ê ơi, cái thịt nó bị thối rồi các bạn ơi. Nó mục mục ra rồi. Ghê quá. Có vẻ như nó thối, sao nó chết có một chút xíu mà thời gian ngắn nhưng mà sao nó lại thối được ta? Khám nghiệm hiện trường thế nào. Để cho nó sáng. Con này nó ui. Mình ngửi nó hơi thối thối rồi các bạn ạ. Mà sao chết từ tầm trưa hoặc sáng mà sao nó đã thối được nhỉ? Kỳ lạ thật. Ồ. Ở phần bụng thì nó vàng vàng này các bạn ơi. Ôi ôi. Cực kỳ thối luôn các bạn ơi. Ở phần đây mình sẽ khám nghiệm hiện trường cho các bạn xem nhá. Có một cái vấn đề rất là lạ ở cái chỗ này đây. Khám nghiệm hiện trường thì rất là lạ các bạn ạ. Các bạn để ý thấy không? Ở chỗ là cái bụng này. Chỗ này nó bị rách một lỗ này. Rách một lỗ mà nó rất là sâu luôn. Cái phần này toàn bộ bị màu vàng hết. Rất là thối. Và cái lỗ này nó bị rách thì không biết bị làm sao rách đây. Trên thân thể con này thì càng này, những chỗ khác thì mắt thì vẫn còn nguyên. Thực sự mà nói thì cái con này là mình thấy nó bị thương nhất là chỗ này, này các bạn ạ. Mình đang nghi ngờ nhất là chỗ này, cái bụng này này, nó có một cái lỗ ở đây này các bạn thấy không, nó bị rách một cái lỗ ở đây rồi, không biết là lý do gì sao chết ta. Hay là do nguồn nước ô nhiễm, hay là bể của mình nước ô nhiễm. Ngày hôm nay là thứ hai mình mới thay nước từ hôm thứ bảy mà ta. Nước ô nhiễm thì không, chắc chắn là không thể được. Bởi vì mình mới thay nước hôm thứ bảy xong, hôm nay mới là thứ hai thì không thể là ô nhiễm được. Mà trên thân thể thì cũng không có một cái dấu hiệu gì là bị tấn công cả. Có cái điểm mà nghi ngờ nhất đó là cái điểm này thôi các bạn. Ê ơi, cái bụng nó ở bên trong, cái bụng nó thối luôn này. Các bạn thấy không, khi mình đẩy ra này, cái bụng nó thối ra luôn này. Nước vàng khè ra đây này. Nó bị rách chỗ này các bạn ạ. Nó bị rách chỗ này và nó bị thối ra. Khả năng con này bị bệnh quá các bạn ơi. Ê ui. Đây mình kéo cái bụng ra này. Ê ui các bạn ơi, khủng khiếp quá. Nó thối bụng luôn này. Trong bụng hình như nó thối luôn này. Mà sao nó phân hủy nhanh lên giữa ta? Hay là con vi sinh nó phân hủy ta? Bởi vì sáng tối hôm qua là nó vẫn còn sống. Và sáng nay mình nhìn thấy nó vẫn còn sống luôn. Mà nó chết trong ngày hôm nay mà nó phân hủy thối ra như thế này. Khả năng là có con vi sinh khi mà chết thì vi sinh nó tấn công luôn rồi các bạn ạ. Nên là nó phân hủy rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh. Và theo như dự đoán như thế này thì khả năng là con này nó sẽ có một cái bệnh gì đó ở trong người nó. Và nó chết và nó làm cho cái bụng của nó thối rữa ra. Cái khu vực này rất là thối luôn. Nếu như bình thường những con cá khác thì chết khoảng 1-2 ngày nó mới thối. Mà
con này không, mình không hiểu tại sao mà nó bây giờ nó ở cái phần bụng này, các bạn nhìn thấy không, mình kéo nhẹ ra là nó rách ra tận đây rồi này, trong này toàn nước dơ nước bẩn thôi, thối om xóm lên. Kết luận rằng qua khám nghiệm tử thi thì mình kết luận rằng trên thân thể thì không bị sự tấn công, chắc chắn là không phải con rồng nó tấn công rồi. Đấy, mà nó tấn công thì cũng không đến nỗi chết được. Đó, yếu tố đó bỏ qua. Yếu tố thứ hai là về chất nước, thì nước mình mới thay ngày thứ bảy xong, mà hôm nay là ngày thứ hai thì mới được ngày thứ bảy, ngày chủ nhật mới được qua 2 ngày à, không thể nào mà ô nhiễm được, không tài nào mà ô nhiễm được. Đó, cái vấn đề thứ ba đó là bệnh, có khả năng là con này nó bị bệnh ở trong người nó sẵn rồi. Đấy, và đến ngày thì nó phải chết, thì chắc chắn là đây là cái điều mà mình nghi ngờ nhất. Bởi vì cái thứ nhất là cái phần bụng này nè, nó thối và nó bị thương, nó dạng như là bị thối giữa ra ấy, thì khả năng cái này là rất là cao luôn. Chứ còn nước thì không thể nào mà ô nhiễm được. Nhưng mà hiện tại cái nước ở bên trên này các bạn này, đây cho các bạn nhìn này, nó thối hoắc luôn này đó, khủng khiếp luôn. Chắc chắn là dạng như là cái nội tạng ấy của bọn này ấy, là nó có vấn đề, nên là nó sinh bệnh và nó chết. Ok, thì theo như là khám nghiệm hiện trường thì mình tạm thời kết luận như vậy. Có hai khả năng kia thì mình loại ra rồi. Khả năng là ô nhiễm nước thì không đúng, bởi vì mới thay nước 2 ngày thì không thể nào ô nhiễm được. Đấy. Và cái cơ cấu cái hồ của mình ấy, thì từ trước đến nay nó vẫn như thế này, không có gì thay đổi. Vẫn cần đầy cá, vẫn cách sử dụng như thế, một tuần thay nước một lần, không có gì thay đổi cả. Và các bạn thấy không, con này nó vẫn sống bình thường. Đấy, con này nó vẫn kiếm ăn, nó vẫn ăn bình thường này, vẫn khỏe mạnh bình thường các bạn đấy nhá, nhìn nào. Đó. Nó vẫn bình thường các bạn ơi. Đấy. Nhưng mà cái con kia là nó lại chết thì nó hơi lạ đấy. Con huyết vẫn phát triển bình thường. Đấy, bơi lại vẫn ok, không có gì là yếu ớt. Con này cũng thế. Nhưng mà các bạn thấy không, khi mà nó thối giữa là nó chết, nó thối giữa là như này ấy. Đây các bạn thấy không, mình kéo nhẹ ra là nước nó xì ra, xì cái nước vàng ra, thì từ sáng đến giờ ấy, từ lúc nó chết đến giờ ấy, là nó phai ra đây này, nó phai ra đây rồi, nên là cái phần thối như thế này nhá, nó đã nằm hết trong này rồi. Nên là bây giờ mình, cái vấn đề là đầu tiên là mình sẽ phải thay nước để loại bỏ cái sự ô nhiễm mà do cái xác chết của cái con cá lau kiếng này nó sinh ra ở trong cái hồ này đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay nước thôi, để đảm bảo cái môi trường sạch. Bởi vì một cái hồ mà có xác chết của một con ấy thì rất là dễ gây ra ô nhiễm và sinh ra những cái mầm bệnh các bạn. Đây là các bạn nhìn thấy không, chỗ này chắc chắn là vi khuẩn đầy luôn, nó đã chết ra dạng như thế này thì vi khuẩn rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vớt con này vào thùng rác và mình sẽ thay nước cho con này, à cho cái hồ này. Nhưng trước tiên mình thay nước cho hồ này thì mình sẽ đo pH thử xem cái hồ này xem nước như thế nào đã bác nha các bạn nhé. Vào đây bây giờ mình sẽ múc cái nước trong cái hồ này vào cái ly này. Ấy à. Đây, cần đây nước thôi. Đỡ bớt được tí nữa. Có vẻ như cái nước này nó bị cái xác thối nó phân hủy ra rồi. Đây là cái đo pH bằng điện tử các bạn ạ. Mình dùng rất là lâu cái thiết bị này rồi, mình cảm thấy nó rất là chính xác luôn. Ôi dồi ôi, mình ngồi đây mà mình ngửi thấy cái mùi nó thối thối luôn đấy các bạn. Cái mùi con này nó hắt ra thối cực kỳ luôn đấy, khủng khiếp thật. Đây, mình sẽ để ở đây và chút nữa mình sẽ cho các bạn xem. Mình để khoảng 5 đến 10 phút, sau đó mình sẽ xem, đọc cho các bạn xem cái kết quả là như thế nào. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành thay nước gấp cái hồ này thôi các bạn ạ. Chứ không thì cái sự ô nhiễm của con này nó làm cho cái nước nó có vấn đề ngay lập tức. Và đây, sau khi mình đã thay nước xong thì nó như thế này đây các bạn. Đấy, vừa rồi mình đã thay nước xong. Thật sự là rất là buồn, một em Zabel đã hy sinh thì rất là buồn. Và đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái pH của cái hồ đo được là bao nhiêu. 6.4 các bạn. Đấy, pH là đang là 6.4. Với một cái thông số 6.4 như thế này thì là vẫn ok. Các bạn thấy không, cái nước cũ là pH 6.4, còn cái nước mới này thì mình chưa đo. Thì mình nói chung là nước mới thì không quan trọng là phải đo đâu. Mình chỉ kiểm tra xem là cái nước mà cũ mà cái con da bèo nó bị chết là như thế nào thôi. Thì so với pH 6.4 thì nước vẫn là bình thường. Đấy. Thì nói chung là
phỏng đoán của mình ấy thì là vẫn là cái khả năng là con dao beo nó bị bệnh hoặc nó bị làm sao đó nó chết, chứ còn về nước thì không phải, nước vẫn ok này. Về con về chấn thương thì cũng không phải là do con này nó tấn công đó. Đấy là mình suy đoán như vậy thôi, còn thực tế nguyên nhân nó chết như nào thì thực sự mình cũng chưa rõ. Và tổng kết lại thì rất là tiếc con em dao beo của mình, một em dao beo rất là đẹp mà lại hy sinh các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn lại là con một con duy nhất này thôi, con dao beo này. Thì mai mốt mình sẽ phải mua thêm một con dao beo khác để mình thả vào trong này để cho nó làm một công tác tổng vệ sinh ở đây. Thì không hiểu nó bệnh tật như thế nào mà lý do làm sao thì thật sự là chưa cụ thể để biết được là con dao beo kia này nó bị chết. Rất là buồn luôn các bạn ạ. Một em dao beo đã hy sinh. Ok, thì clip này mình xin phép tạm dừng vào đây. Thì chia sẻ cho các bạn cái khoảnh khắc mà con cá dao beo của mình nó hy sinh. Thật sự là rất là đáng tiếc và đáng buồn luôn. Mình không hiểu vì sao. Còn đây là em cá mồi các bạn này. Thật sự là hai con cá rồng này của mình ấy, chưa bao giờ là thèm con cá mồi cả. Có khi thả cá mồi vào đây, có khi mai mốt nó lớn thành con, nó to bằng con cá rồng luôn các bạn. Ok, thì clip này mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Clip này thì mình chia sẻ cho các bạn cái khoảnh khắc mà em dao beo của mình đã hy sinh. Một sự đáng tiếc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.